Nó là một trong những công trình kỹ thuật thảm vọng nhất thế giới. Một nhà máy thủy điện vĩ đại, sản xuất ra kilowatt nhiều hơn bất cứ một nhà máy nào khác. Để xây dựng nó, một phần dòng sông Nam Mỹ đã bị chặn, hàng nghìn loài động thực vật hoang dã và 10.000 hộ gia đình đã phải sơ tán. 40.000 nhân công phải vật lộn với tự nhiên để đặt những nền móng đầu tiên. Xây dựng đập Itaipu ở Brazil mất 7 năm ròng rã và cái giá phải trả cho công trình khổng lồ này là không nhỏ. Sông Paraná dài 4.000 km và là con sông dài thứ hai ở Nam Mỹ. Nó nằm giữa Brazil và Paraguay. Tại Itaipu, dòng sông này bị chặn lại bởi một công trình nhân tạo vĩ đại, đập Itaipu. Đó là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới, tính đến năm 2009, chỉ sau đập thủy điện Tam Hiệp vừa được hoàn thành ở Trung Quốc. Thủy điện Itaipu sản sinh ra 90.000 GW một năm, đủ dùng cho thủ đô của Anh là London trong 3 năm liên tiếp. Đập dài 7 km, gấp 2 lần rưỡi chiều dài cầu Cổng Vàng. Nó cao ngang tòa nhà 65 tầng. Hồ chứa nước của đập lớn gấp 400 lần diện tích công viên trung tâm New York để sản sinh ra điện. Nước bơm ra từ đây xối xả và mạnh mẽ như một thác nước nhân tạo. Phải cần đến cả một đội 40.000 nhân công và 20 tỷ đô la Mỹ để xây dựng, gần gấp 50 lần chi phí xây dựng đập Hoover. Kỹ sư người Ý, ông Piero Sembanali là nhân vật chủ chốt của dự án. Đập Itaipu nằm ở một trong những vùng hẻo lánh của thế giới. Vậy thì tại sao công trình tốn kém và vĩ đại như vậy lại được xây dựng ở đây? Quay lại những năm 1960, kinh tế Brazil đang trong thời kỳ hưng thịnh, tăng trưởng 10% mỗi năm, nhưng dân số nước này cũng tăng nhanh chóng. Sự tăng trưởng của Brazil khiến nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao. Chính phủ phải tìm cách giải quyết bài toán năng lượng trong tương lai hoặc đối mặt với khủng hoảng kinh tế. Nhưng bằng cách nào? Người ta nghĩ đến một giải pháp. Tại sao không sử dụng một tài sản quốc gia mà Brazil vốn thừa thãi và hoàn toàn miễn phí? Đó là nước. Theo thống kê, 10% lượng nước trên thế giới tập trung ở Brazil. Sông Iguazu là nguồn cung cấp nước chính cho một trong những ngọn thác lớn nhất thế giới, thác Iguazu. Nhưng nó cũng chỉ cung cấp được 1/8 lượng nước cần thiết cho con đập. Gần 50 địa điểm khác nhau cũng được kỹ sư khảo sát, nhưng không nơi nào đảm bảo cả ba yếu tố trên. Cuối cùng, địa điểm hoàn hảo cũng đã lộ diện. Sông Paraná là con sông lớn thứ 7 thế giới, với trữ lượng nước gấp 4 lần sông Colorado ở Mỹ.